Hai lần xuống giống trồng mì trong vụ mùa 2021 thì cả hai lần toàn bộ diện tích 4 hecta của gia đình ông Cờ So Đôn tại Buôn Tân Túc, xã Yama đều chết sạch do nắng hạn. Để trồng được 1 hecta mì, ông Đôn phải bỏ ra 7 triệu đồng mua giống, thuê công cày đất và trồng. Đó là chưa kể đến tiền mua phân, mất khoảng 7 triệu đồng nữa để bón cho cây. Bao nhiêu tiền tích góp để trồng mì giờ đổi lại với gia đình ông Đun chỉ là con số không. Ở nhà thì không có tiền để trồng lại, đến tháng này là giống cũng kim cũng hiếm, thế này biết cái tính sao, như thất bại rất nhiều cũng phải là riêng của một gia đình mình. Cũng đa số anh em trong làng bà con cũng rất nhiều. Ban đầu là thời tiết mưa thì cũng cảm thấy nó cũng thuận lợi, bà con cũng đồng loạt xuống giống. Xong xưa cái nó không mưa lại nữa thì bắt đầu là nó bị chết, thì bà con trồng hết đợt một xong bắt đầu tiếp tục trồng đến đợt hai thì khi đợt hai mưa xong xuôi rồi thì bà con thấy độ ẩm có rồi, thì đủ độ ẩm rồi thì tiếp tục trồng trồng xong nắng hạn lại kéo dài tiếp tục. Bao công sức tiền bạc của người nông dân đổ xuống ruộng mì đều trông chờ vào những cơn mưa. Thế nhưng thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho nhiều hộ nông dân tại Krongpa rơi vào cảnh khó khăn. Ngoài diện tích mì mất trắng do nắng hạn, hiện nay hàng ngàn diện tích mì khác của bà con dù sống sót nhưng còi cọc, năng suất giảm khoảng 70% và hầu hết đang bị nhiễm bệnh khảm lá. Ngành nông nghiệp là cũng đang tham mưu cho Ủy ban dân huyện và phối hợp các xã là thống kê lại cái mức độ thiệt hại, tức là mình phân loại ra, loại nào mà mất trắng thì phải tính toán trồng lại cây khác. Còn cái loại mà nó ảnh hưởng cỡ khoảng 70% thì có thể là trồng giảm một số cái cây đậu các loại. Ngoài cái việc mà gieo trồng và giống thì cũng tính toán và phân loại ra những cái hộ nào mà thuộc đối tượng nghèo và cận nghèo thì cũng phải có cái xem xét đề nghị các cái ngành hữu quan liên quan để mà hỗ trợ cứu đói cho bà con nhân dân trong cái thời vụ đây. Những ngày gần đây trên địa bàn huyện Krông Ba đã xuất hiện vài cơn mưa, song nó không thể cứu vãn hàng ngàn diện tích mì đã bị thiệt hại do nắng hạn kéo dài suốt nhiều tháng qua.